Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài viết đoạn văn khoảng 200 chữ nghị luận về câu thành công chỉ đến khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 4 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Cuộc sống của mỗi người là do chính bản thân chúng ta định đoạt. Chính vì thế, chúng ta không thể ỷ lại dựa dẫm vào người khác mãi được, mà phải có ý chí vươn lên tự mình làm chủ cuộc sống. Bởi lẽ, thành công chỉ đến khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Thành công là cảm giác vui sướng, hạnh phúc, viên mãn khi chúng ta đạt được những mục tiêu, những lý tưởng mà chúng ta phấn đấu, mong muốn có được nó sau một quá trình nỗ lực phấn đấu. Câu nói khuyên nhủ con người sống có ý chí nỗ lực, cố gắng luôn hướng đến mục tiêu của mình và hoàn thiện bản thân theo hướng tốt nhất, tích cực nhất. Tất cả mọi việc trên đời này không phải dễ dàng mà thành công được. Để đạt được thành công, chúng ta cần phải có ý chí theo đuổi mục tiêu. Có thể nói, ý chí, nghị lực chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thành công của con người. Nếu trong xã hội con người, ai khi gặp khó khăn cũng bỏ cuộc, thì xã hội sẽ không phát triển được như hiện nay, con người sẽ rơi vào bế tắc. Bên cạnh đó, người có ý chí, nghị lực luôn là tấm gương sáng để chúng ta học tập và noi theo, giúp xã hội này tiến bộ hơn. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn có nhiều người nóng vội, muốn đạt được thành quả nhanh chóng mà hành động không có sự chỉn chu tính toán kỹ lưỡng, dẫn đến thất bại. Lại có người dễ nản chí, bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Những người này khó có được thành công trong cuộc sống và sẽ sớm bị xã hội đào thải. Sống có ý chí là một đức tính tốt đẹp mà chúng ta cần phải rèn luyện trong quá trình hoàn thiện và phát triển bản thân. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Hết bài. Cảm ơn các em đã lắng nghe.